tiền ảo, ảo với những hội nghị năm sao, ảo với những giao dịch, ảo với những nhân vật môi giới. Các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ảo với những khoản lợi nhuận tiền tỷ. Chào quý vị khán giả. Kiếm được 14 tỷ chỉ sau 9 tháng. Tham gia thì người chơi không có cơ hội nghèo. Thậm chí có người còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình giàu. Quý vị nghĩ sao về những lời mời đầy mê hoặc này? Liệu việc kiếm tiền có dễ dàng đến vậy không? Không chỉ có vậy, thực tế còn có tới 1001 kiểu dụ dỗ khác đang được tung ra để mời gọi người tham gia. Vậy thực chất kênh đầu tư này là gì? Tôi xin được bật mí trước tên gọi của nó. Tiền ảo. Nhưng để tham gia vào tiền ảo thì quý vị cần phải chuẩn bị sẵn tiền thật, không phải ít mà rất nhiều. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có dùng tiền thật để mua tiền ảo hay không, hãy theo dõi hết tiêu điểm hôm nay, Tôi Thương của Chuyển động 24 giờ. Bắt đầu hành trình tìm hiểu về tiền ảo tại Việt Nam, chúng ta hãy cùng xem đến thời điểm này đồng tiền ảo đã phát triển với quy mô như thế nào trên thế giới. Đồng tiền kỹ thuật số hay gọi tắt là tiền ảo xuất hiện lần đầu tiên từ năm 2009 là đồng Bitcoin. Đồng tiền này được sinh ra từ mạng Internet dùng để thanh toán các giao dịch mua bán qua lại trên mạng. Bitcoin được tạo ra bằng những thuật toán phức tạp để đảm bảo lượng tiền giao dịch trên thị trường ở mỗi thời điểm luôn nằm ở một mức xác định sẵn. Để có được Bitcoin, người ta một là giải mã các thuật toán bằng máy tính cực mạnh, hai là mua qua sàn giao dịch tiền ảo. Sau sự thành công của Bitcoin, hiện nay đã có khoảng hơn 600 đồng tiền tương tự xuất hiện và đang lưu hành trên toàn cầu với giá trị vốn hóa lên khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó đồng tiền Bitcoin chiếm cao nhất ở mức 6,5 tỷ đô la Mỹ. Như quý vị vừa thấy thì cùng với thời gian, trên thế giới cũng xuất hiện vô số các phiên bản tiền ảo khác nhau với khoảng hơn 600 đồng tiền ảo. Và Việt Nam cũng không nằm ngoài danh sách các quốc gia mà những đồng tiền ảo này tìm đến. Hàng loạt cái tên tiền ảo như là OneCoin, InCoin, OctaCoin, GCCCoin, LaoCoin đã có mặt tại Việt Nam. Theo một môi giới tiền ảo InCoin thì đến nay chỉ tính riêng đồng tiền này đã thu hút khoảng gần chục ngàn người tham gia khắp cả nước. Vậy bằng cách nào những loại tiền ảo này có thể thâm nhập vào Việt Nam và thu hút một lượng rất đông người tham gia đến vậy? Trung tâm hội nghị tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua môi giới, phóng viên được đưa đến buổi giới thiệu đồng tiền ảo mới lần đầu tiên xuất hiện, GCC Coin. Rất nhiều gói mua đồng tiền ảo này được chào mời, ít nhất là 6 triệu đồng, cao nhất là 92 triệu đồng. Tất nhiên, để thuyết phục người khác bỏ ra số tiền lớn như thế, không thể thiếu những lời hứa hẹn từ chính những người sáng lập từ Ba Lan tới. Tôi biết là các bạn đang có những gói và tôi biết là các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí là 500.000, 500 triệu euro trong một năm, một tháng. You will make a lot of money. Các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Để tăng tính thuyết phục, vài chục người đàn ông được giới thiệu là đứng đầu hệ thống phân phối GCC Coin từ Bắc vô Nam tại Việt Nam cũng rắp vào tai người nghe viễn cảnh về sự giàu sang. Chúng ta hãy cố gắng hơn nữa để xa đoạn nghèo khó ngày nào hay ở đó, bởi vì giàu sang có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thậm chí có những người còn ngơ ngác là không hiểu tại sao tôi giàu. Tuy nhiên vấn đề chính là làm thế nào việc mua GCC Coin lại sinh lợi nhiều như thế, thì người nghe chỉ được giải thích chung chung. Bất cứ khi nào một ai đó sử dụng đồng GCC để thanh toán cho những giao dịch của họ thì các bạn kiếm tiền một cách ổn định, bền vững và lâu dài. Chúng ta sẽ được sở hữu mỗi một người con số đấy là 1.000 đồng coin. Cả khán phòng hô hởi khi được thông báo sẽ được tặng mỗi người 1.000 đồng GCC Coin. Nhưng ngay lập tức lại hụt hẫng khi để được tặng 1.000 đồng tiền ảo này vẫn phải đóng 6 triệu vào hệ thống, bằng với số tiền để mua gói tiền ảo GCC thấp nhất.
ngày mai phải vào cái mã số 6 triệu thì mới được nhập cái này vào. Không là thôi. Không là thôi. Không vứt đi thôi. Thì bởi vậy mà bây giờ. Nhưng mà cái này để mấy tháng nữa bán là có giá lắm đó. Bây giờ nhập 6 triệu mấy vô đi, không đi chơi công ty nào nữa, dồn lại làm cái mã này đi. Những điểm mập mờ trong cách đầu tư tiền ảo GCC đã dễ dàng khiến cho những người tham dự như người phụ nữ này bối rối. Chưa biết đến khi nào mới được ngơ ngác không hiểu vì sao mình giàu như lời giới thiệu của các môi giới. Nhưng nhiều quý vị khán giả hẳn đã thấy được sự ngơ ngác của những người được mời tới tham gia buổi hội thảo giới thiệu về GCC Coin vừa rồi. Họ ngơ ngác về độ hoành tráng của những khách sạn 4-5 sao. Họ ngơ ngác khi nghe ông này bà kia ở tận trời Tây thao thao bất tuyệt về một thứ tiền gì đó. Vâng, và rồi ngơ ngác khi bị thúc giục phải bỏ ngay lập tức tiền thật cho thứ tiền mà họ chưa kịp hình dung nó như thế nào. Đến đây thì tôi đang liên tưởng đến những mô hình đa cấp biến tướng đã bị phanh phui thời gian qua. Và để xem nhận định này có chắc chắn hay không, hãy tiếp tục thử tham gia vào một buổi chào mời đầu tư tiền ảo khác. Chị mua lúc nào sao 5 triệu? Hẹn gặp Hiệp, một môi giới tiền ảo tại một quán cà phê quận Tân Bình. Tại đây, người phụ nữ này giới thiệu chúng tôi tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo eCoin. Tại mà chị đầu tư bên kia là 65 triệu nghe, nếu như mà tính đến cuối năm thì chị còn đi vậy. Sau đó, Hiệp mời chúng tôi đến văn phòng đại diện của eCoin tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình, văn phòng đại diện của một công ty tiền ảo có quy mô toàn cầu là đây. Không bảng hiệu, chỉ có một máy chiếu và một số hình ảnh được cho là lãnh đạo của công ty này ở bên nước ngoài. Tại đây, chúng tôi gặp Phương, một môi giới tiền ảo khác. Người này giới thiệu chúng tôi đầu tư vào tiền eCoin với mức lợi nhuận kiếm được lên đến 3.420% lợi nhuận trên gốc chỉ sau từ 6 đến 9 tháng. Vì sao em sẽ kiếm được 14 tỷ? Trong vòng 9 tháng tới 12 tháng, kiếm được 14 tỷ. Tuy nhiên, để nhận được mức tiền này, người chơi phải chờ đồng tiền ảo eCoin được đưa lên sàn giao dịch chính thức. Và theo lời môi giới này, một khi đã lên sàn, món lời tiền tỷ này chắc chắn sẽ nằm trong tay người chơi. Lợi nhuận tiền tỷ, lãi suất có thể lên đến hàng ngàn phần trăm chỉ sau 6 đến 9 tháng. Đó là những gì mà hàng ngày, hàng giờ những môi giới tiền ảo rót vào tai những khách hàng của mình. Và cũng không còn xa nữa đâu ạ. Cuối tháng 4, chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa thôi. Chúng ta hãy cùng xem sự giàu có thực sự ập đến bất ngờ với những người chơi này trong vòng nửa tháng nữa hay không. Và trước khi đến với thời điểm mà sự giàu có ập đến, tôi chỉ xin lưu ý với những ai đang chờ đợi trong hy vọng ấy. Điều gì sẽ xảy ra khi người môi giới sau khi nhận tiền của quý vị bỗng dưng biến mất? Gặp Bình, một môi giới tiền ảo. Người này tự giới thiệu mình là một giảng viên đại học ở Đà Lạt, nhưng bỏ nghề để tham gia tư vấn đầu tư tiền ảo. Thao thao bất tuyệt về đồng tiền ảo GCC Coin. Nếu đầu tư vào gói vàng 60 triệu, thì chỉ sau 9 tháng, mức lợi nhuận đạt được có thể lên tới gần 3 tỷ đồng. Đồng GCC này có cái khả năng tăng như vậy không? Anh đang sợ là em không còn cơ hội nghèo nữa. Bình cũng chính là người đưa chúng tôi đến hội thảo lần đầu tiên ra mắt đồng tiền ảo GCC Coin. Tại đây, Bình được giới thiệu là một trong những thành viên sáng lập nhóm GCC thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi chỉ sau buổi hội thảo này, Bình lại bắt đầu giới thiệu cho chúng tôi vào chơi một hệ thống khác, không phải tiền ảo. Đó, những cái gói màu này là 74 triệu hết á. Anh tham gia 3 gói này, 1, 2, 3, 74 triệu. Với anh là có nhiều người rồi đó hả? Anh đã có 2 ngày chia sẻ nhưng cũng dòng của anh 2 ngày được 84 triệu. 100 triệu 2 ngày đấy. Nghe lời Bình, chúng tôi đến tham dự một buổi hội thảo của công ty này. Lại là một hình thức đầu tư tài chính khác, bỏ tiền thành lập hệ thống và kêu gọi người khác vào tham gia với mức hoa hồng từ 10, 20, thậm chí là 40%. Dù chỉ mới chuyển qua chơi 2 ngày như Bình nói, nhưng cuối buổi hội thảo, Bình là một trong những người được tôn vinh là nhà phân phối giỏi, được tặng hàng chục chỉ vàng. Cũng ngay tối đó, chúng tôi cũng nhận được một tin nhắn từ một môi giới khác của nhóm GCC, bảo rằng Bình không còn tham gia vào mạng lưới tiền ảo này. Bây giờ, rủi ro là quá rõ khi những giao dịch giữa nhà đầu tư và các thành viên của GCC Coin đều là giao dịch miệng, không có giấy tờ công chứng hay là được pháp luật bảo vệ. Nói đến đây thì tôi giật mình quý vị ạ. Điều gì xảy ra nếu như tôi chót đưa tiền cho môi giới bình kia và chỉ sau 2 ngày anh ta rời bỏ hệ thống, lúc đó có thể tôi sẽ không hề biết được tiền của mình sẽ đi đâu về đâu.
Thế nhưng rủi ro không chỉ dừng ở những chân rết môi giới như Bình, mà còn nằm ở chính hệ thống các công ty sáng tạo ra những đồng tiền ảo này. Khác với Bitcoin, hầu hết các đồng tiền được đưa ra sau này như GCC Coin đều do một công ty phát hành. Và chính công ty này tạo lập một sàn giao dịch nội bộ, đây cũng là nơi người chơi giao dịch mua bán với nhau. Tuy nhiên, tất cả giao dịch này đều nằm dưới sự điều khiển của những người sáng lập công ty. Ngoài ra, thay vì chỉ là nơi mua bán các đồng tiền ảo, các sàn giao dịch này còn dùng phương pháp bán hàng đa cấp, nghĩa là nếu giới thiệu càng được nhiều người tham gia vào cùng hệ thống, họ sẽ được hưởng hoa hồng. Bên cạnh đó là những món quà giá trị, những chuyến du lịch xa xỉ. Cái cách mà bán hàng đa cấp như thế thì những cái sàn giao dịch đó có cái khả năng thu hút rất nhiều người. Dĩ nhiên là cái rủi ro là khi cái sàn giao dịch đó mà sập thì tất cả những cái mà họ hứa hẹn và cái đồng tiền của mình cũng mất cả. Đến lúc này thì quý vị hẳn đã phần nào nắm được luật chơi rất mong manh, quá tù mù và rủi ro vô cùng lớn nếu muốn tham gia đầu tư tiền ảo rồi chứ ạ. Góp vào là tiền thật, nhưng thu về chỉ là tiền ảo, tiền mơ, tiền hứa, tiền trong tương lai, tiền từ tưởng tượng. Và quý vị có tham gia hay không? Đó vẫn là quyết định cá nhân của mỗi quý vị.